Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị rút USDC từ ví Son về sàn FTX. Và quý vị lưu ý, hiện tại cái mạng lưới Son, quý vị nên sử dụng cái sàn thứ nhất là sàn FTX, sàn thứ hai là sàn Gate, sàn thứ ba là sàn MEXC. Thì ba cái sàn này đang hỗ trợ tất cả các token nó chạy trên cái network là Son. Tất nhiên sau này sẽ còn nhiều sàn họ sẽ mở cái cổng nạp rút cho các token chạy trên cái network Son. Rồi thì trước hết quý vị hãy vào cái app của cái sàn FTX, ok chưa? Quý vị chọn vào ví, chọn ví. Rồi quý vị lưu ý này, quý vị muốn rút USDC thì nó nằm trong cái mục là USD đó. Quý vị hãy chọn vào USD. Bởi vì khi quý vị rút USDC về thì mặc định USDC này, BUSD này, rồi là TUSD nó sẽ nằm trong cái mục USD. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ quý vị hãy chọn vào nạp. Nạp tiền này. Quý vị hãy chọn là USD. Đó, USD. Đó thì nó sẽ ra danh sách ở đây. Có TUSD này, USDC này, PAX này, BUSD và HUSD. Thì 5 cái token này nó nằm gọn trong một cái mục là USD. Ok chưa? Rồi thì quý vị rút USDC thì quý vị phải chọn là USDC. Thì hiện tại sàn FTX đang có hai cái mạng lưới cho cái token USDC. Quý vị chọn đúng cái mạng lưới là SPL USDC. Ok chưa? Thì SPL đây chính là cái mạng lưới của Son này. Đó, quý vị hãy chọn vào sao chép. Hoặc quý vị cũng có thể sử dụng cái mã QR code nếu như quý vị sử dụng hai thiết bị. Ok, bây giờ quý vị hãy vào cái ví Son. Thì quý vị có thể sử dụng ví sonnet.io, ví sonflasia.com hoặc là ví phantom.app. Hiện tại ba cái ví này hỗ trợ rất tốt cái mạng lưới Son. Còn ở đây tôi sử dụng ví sonnet.io trên trình duyệt web. Ok, tôi đã đăng nhập vào ví rồi. Đó, thì quý vị chỉ cần chọn vào USDC mà quý vị muốn rút về sàn này. Rồi quý vị chọn vào xem. Đó, quý vị chỉ cần dán cái địa chỉ mà quý vị vừa copy bên cái sàn FTX vào cái ô thứ nhất này. Ở cái ô thứ hai, quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn rút USDC về sàn. Hoặc quý vị cũng có thể chọn vào max nếu quý vị muốn rút tất cả. Ok chưa? Rồi, nhập xong thì quý vị tích vào cái đây, đó, tích vào cái biểu tượng này cho nó hiện màu xanh lên. Rồi quý vị chọn vào send để gửi. Ok, và quý vị có thể chờ từ 15 đến 30 giây. Hiện tại mạng lưới Son rút rất chi là nhanh. Quý vị cũng phải lưu ý là quý vị muốn rút được USDC trên tất cả các ví Sonnet, Sonflasia hay là ví Phantom thì quý vị phải có cái đồng Son để làm phí mạng. Ok chưa? Rồi, trong trường hợp
quý vị muốn rút USDT thì quý vị chọn nạp tiền này, nạp tiền, và quý vị chọn cái USDT thì nó ở trong cái danh sách này đó. USDT thì quý vị chọn đúng cái mạng lưới là USDT đây này, SPN USDT đó. Trường hợp quý vị muốn rút cái đồng Son thì quý vị cũng làm tương tự, quý vị chọn đúng cái mạng lưới Son là được. Ok, và quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn FTX, sàn Gate hoặc là sàn MEXC thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới video này. Khi quý vị đăng ký theo cái mã thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch khi mua bán các token trên sàn. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây.